mấy bình anh kêu cái lại ăn dạ đâu đâu anh đây là bao nhiêu bó chị? Dạ 8 đồng ạ. Lấy em một cái. Một bó ạ. Một bó. Rồi, 8 đồng bên đây. Rồi, của chị bên đó, rồi của anh bên đây 8 đồng tiếng. Rồi, bên đây 8 đồng. Rồi, ok. Cảm ơn chị. Cảm ơn nha. Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi nha, tôi đưa ôm bó được đã rồi nha. Chị cứ ra trả 8 đồng đi, em đặt 8 đồng rồi chị đừng lo. Rồi. Chị đừng lo các em lo ta. Rồi. Rồi đi đi chị. Rồi chị tin đây vô gì này. Rồi lại dạ. Thôi tại sao vô thằng Phúc vàng bán nữa. Không, thì con còn gì đâu, chị trên đâu? Con đứng rồi đó. Ok rồi. Mức này nhiêu hộp? Mãn cầu 2 triệu đồng một phao. Lấy một dĩ mít. Chị em trả tiền dĩ mít đây. Mấy đồng? 10 đồng dĩ mít. 132. 10 đồng hả chị? Rồi, thank you. 20. 29. 20. Sầu riêng này 17 đồng một phao. Sầu riêng ở đâu vậy chị? Thái Lan. Ok.
Anh bán này hả? À bán nhiêu vậy? Nó 24. Con mò rồi thay đi thay, chị nó lấy thêm là thay. Trời ơi trời ơi. Đâu chết rồi. Bốn năm nhiêu luôn? Ờ đâu. Bán sao chị? 12 đồng phao à. Đang đòi rồi. Một cái khoảng đi anh, cái này 10 đồng. Cái triệu rồi. 2 giờ rồi đó. Hey, papaya, ¿cuánto dinero? $1.25 a pound. $1.25. One pound, $10. Yeah, no, $12. $12. Okay, bán cầu 12 đồng pound. Này có kênh YouTube không anh? Có anh. Kênh gì, kênh tên gì? Anh Bảy Cali. Hồi về Cali à. Nhỏ hơn chút gì. So can you tell me how much this one cost? The big one right there. So this one is one pound. One pound. Okay. 12. 18. Oh, okay. Thank you. Giá thường là 550. Cây này 550 giá thường. Dạ, nhưng mà đến nay em bán 480. 480 cho này. Dạ. Còn cây bên trong trái đỏ là trái gì vậy? Dạ. Cây này là cây mãng cầu do thái đỏ. Thái dạ. Mà cái trái này nó chưa có đủ già nha. Chưa đủ già. Dạ. Khi mà nó già thì nó sẽ đỏ tươi. À. Cây này tính bán nhiêu? Dạ. Cây này à, bữa nay em bán giá đặc biệt là 295 đồng. 295 đồng. Ngày thường đó là 350. Mùa này đâu có xuống đất được hả? Dạ thưa không anh, mùa này là vẫn còn lạnh. Có à. Là đợi tới đầu tháng 3 mình mới bỏ nó xuống đất. Dạ. Cái này giờ trồng có cần chấm bông không? Khi ra qua đó có chấm không? Hay để tự dạ, nhiên? Không chấm thì nó đậu được khoảng 30%. À. Còn chấm thì nó đậu nhiều thêm, nhưng mà cây còn nhỏ thì cho nó đậu trái ít ha. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Happy New Year. Happy New Year.